một loại nguồn năng lượng xanh mới. Một tòa nhà có khả năng tự cung cấp năng lượng điện từ gió. Đối tượng điều khiển các luồng gió và chuyển động năng thành năng lượng điện. Hãy xem xét các yếu tố xây dựng cơ bản và cần thiết để tạo ra năng lượng. Một, dòng không khí. Hai, trục tĩnh. Ba, cánh quạt. Bốn, tấm chắn khí động học. Năm, tòa nhà. 6. Khung 3 tầng. 7. Máy phát điện. Bây giờ chúng ta sẽ tuần tự lắp ráp tòa nhà. Vòng quay của trang trại gió thẳng đứng được tạo ra bởi luồng không khí, tức là gió. Tấm chắn khí động học ngăn chặn tác động tiêu cực của luồng không khí đối với vòng quay của trang trại gió và loại bỏ tiếng ồn. Các tấm chắn khí động học tối ưu và hướng các luồng không khí, gió tiếp tuyến với vòng quay, giúp tăng hiệu quả của trang trại gió. Cái này gọi là hiệu ứng đòn bẩy. Hiệu suất không phụ thuộc vào hướng của luồng không khí. Sự tập trung của luồng không khí được tạo ra bởi các cấu trúc sắp xếp hợp lý, được xếp theo hình bông hoa, tạo thành một tòa nhà làm cho toàn bộ cấu trúc của công trình như một kiến trúc nguyên khối. Khả năng ứng dụng: không gian dân cư, không gian văn phòng, trang trại thủy canh dọc. Hãy xem những ưu điểm của công nghệ Weather trên các trang trại gió cổ điển. Tòa nhà Weather hài hòa với các tòa nhà hiện có và môi trường. Sự an toàn. Thiết kế tốc độ thấp trong dự án Weather đảm bảo không có tiếng ồn, không có sóng siêu âm. Điện có thể được tạo ra ở tốc độ gió 4 m trên giây. Chiều cao tòa nhà có thể trên 190 m. Khả năng tích hợp nhiều loại máy thu hoạch tích trữ năng lượng khác nhau. Khả năng tập trung luồng không khí, trái ngược với các trang trại gió cổ điển. Diện tích lưỡi quạt lớn, nhiều năng lượng hơn. Hướng luồng không khí tiếp tuyến với vòng quay của cánh quạt. Hiệu quả hơn. Khả năng thi công không phụ thuộc vào hướng gió. Tốc độ quay 4 đến 7 vòng trên phút. Loại bỏ rung động. Ngành năng lượng đã sẵn sàng để tiến một bước tới tương lai. Đây là tuyên bố mà các chuyên gia của diễn đàn quốc tế có tên Technoprom bắt đầu thảo luận. Dennis Tiaglin, nhà phát minh, có một trường hợp tương tự. Tòa nhà Burn River Tower, nó tự cung cấp 10% năng lượng và tòa nhà của chúng tôi tự cung cấp hoàn toàn. Gennady Tumanik, giáo sư, tiến sĩ kiến trúc. Tôi nghĩ đó là một cơ hội lớn cho bạn. Nó phải được phát triển. Đó là một lĩnh vực rất hứa hẹn. Tôi nghĩ rằng bạn chắc chắn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những chuyên gia hiểu về nó và biết nó có thể trở thành gì trong tương lai của quy hoạch đô thị, kiến trúc, cung cấp năng lượng, giải quyết các vấn đề kỹ thuật toàn cầu của thời hiện đại. Vì vậy, tôi xin chúc mừng bạn. Cảm ơn. Vasily Fomin,
tiến sĩ khoa học vật lý và toán học, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Đây là ý tưởng ban đầu, nó rất hay, làm cho gió di chuyển vào trong, tức là không khí lưu thông xung quanh tòa nhà này. Tòa nhà được làm theo cách đưa gió từ hai phía đi đến tuabin gió, chuyển động quay tiếp tục được truyền đến các máy móc và sau đó năng lượng được tạo ra. Trục đứng yên, các tuabin gió hoạt động độc lập. Bạn vội vã bước vào một thực tại mới. Tôi luôn thích thảo luận về các dự án thú vị. Cứ thử đi, tiếp tục. Vladimir Fotov, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học. Loại tòa nhà này khá phổ biến, đặc biệt là ở Đông Nam Á, Dubai và thậm chí ở đây, trong khu vực thành phố Moscow. Vì vậy hãy sẵn sàng làm việc. Nguồn năng lượng. Một điều nữa là tất cả sẽ phải được thực hiện. Đúng. Tôi hiểu doanh nghiệp của bạn ngày nay đang áp dụng nhiều công nghệ. Chỉ cần tiến về phía trước. Dennis Tierklin, tác giả dự án. Tôi chắc công nghệ này sẽ được sử dụng thường xuyên như mọi người sử dụng thang máy ngày nay. Đầu tư vào công ty khởi nghiệp của chúng tôi, gửi video này cho bạn bè của bạn và tới văn phòng của các công ty xây dựng. Dân số đô thị ngày càng tăng và công nghệ ngày càng tiến bộ. Sự lan rộng của công nghệ này sẽ giữ cho hành tinh của chúng ta có thể tồn tại lâu hơn. Đầu tư vào dự án của chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc đưa công nghệ vào cuộc sống của chúng ta.